Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh Ăn Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là điện trở quạt két nước của xe Kia Sendola 1.6. Đây, nói chung về cái điện trở quạt két nước này thì nó sẽ chỉ có hai dòng, một dòng rắc vuông, một dòng rắc tròn. Đây là cái dòng của Sendola này, Granny 10 này. Đó, thì nó là rắc tròn gài bên cạnh. Điện trở ngày hôm nay em giới thiệu là dòng sản phẩm của Mobit, được nhập khẩu và phân phối bởi An Thái Auto. Tất cả các sản phẩm sẽ được kiểm tra rất là kỹ càng trước khi lắp đặt cũng như đưa đến tay người tiêu dùng anh em nhé. Đây anh em cùng nhìn này, nó sẽ có hai mặt. Đấy, một mặt phía ngoài và một mặt phía sau. Đây là dòng sản phẩm của Mobit này. Đó. Anh em nhìn thấy không? Đây chính là cái điện trở sensor của nó giúp bảo vệ này. Quạt két nước hoạt động rất là ổn. Ba rắc to nha anh em nhé. Đó. Thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái điện trở quạt két nước của Kia Sendola Hyundai Grand i10. Cảm ơn anh em đã cùng với chút thời gian quay trở lại. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.